Có chấn động thiếu nữ xinh đẹp sống cùng ông lão 70 cùng hàng đêm cùng với mấy bạn nhậu làm cái điều này trong đây hả? Úi giời ông ơi. Em ơi em, sao em lại ăn mặc hở hang thế này thì ai mà chịu được em ơi. Cô bé đang tắm thì có một thanh niên. Ôi, ông ấy nhỏ thôi. Là hành hung nha mọi người. Đây bây giờ thiếu nữ đây đang giống kiểu là bị đầu óc có bị vấn đề đúng không? Bây giờ là hiện tại là thiếu nữ này là chúng tôi không biết là cô này đang làm cái gì ở trong một cái khu vườn vắng như thế này. Mà được người dân chia sẻ là khu vực này là cái khu vực có nhiều cái oan hồn. Đấy. Mà không biết sao một cái ông lão ở trong nghĩa địa mà dắt một cái cô gái này về như thế này mà sống như thế này thì ông có nghĩ là ông lão giam cầm con bé này không? Cũng có thể. Tôi nhìn là tôi thấy nghi rồi. Mà sao ông có ông đó cho uống thuốc gì mà sao con bé này nó xương làm cỏ ta? Ừ. Hay là nó uống thuốc cỏ đúng không? Không biết. Nó cỏ không rồi không? Vì cơ uống thuốc cỏ đúng không ơi. Rồi thuốc nghe lời sao á? Bữa nào đi mời thầy Trung An Giang về giải cho con này thôi. Đấy, anh em mình nói chuyện mà nó không cần quan tâm luôn là biết rồi đấy. Không biết mình đúng đó. Anh phải bùa không ơi. Tôi nghĩ cho nó này... bao nhiêu tiền thì nó cũng đều cho cái ông lão thôi. Con này dính bùa rồi. Hiện tại là nhóm mạnh thường quân của bọn em là cùng góp hết sức lực đã tiền bạc trong mấy tháng nay để mà gọi là chu cấp cho ông bé này rồi nhưng mà nó vẫn cứ bỏ theo ông lão và cái số tiền mà hiện tại chúng tôi nhận được là không còn nữa. Tôi đang lăm le sợ ông lão kia ôm tiền ông bỏ trốn á. Bây giờ này các bạn thấy không, các bạn nhìn thấy không, hiện tại là con bé này ăn mặc ở một cái khu vườn vắng, ăn mặc rất là nóng bỏng khiêu gợi nha mọi người, không biết cái lý do là gì nhưng mà hiện tại là những phóng viên thường trực 16/24 của chúng tôi đang cập nhật ở đây cung cấp những hình ảnh mới nhất của thiếu nữ xinh đẹp sống trong căn nhà hoang cùng ông lão. Mà cái nhà hoang này như bỏ hoang 20 năm mới sao ấy nhỉ? Đây là khu này tôi nghe là người dân xung quanh là trước đây báo là cái khu này là cái khu là nhiều là vong hồn lắm. Có mấy cái huyệt mấy cái mồ là khu này hồi trước là người ta đào đất lên mà. Cái cây dừa trước mặt đó kìa là hồi xưa là buổi tối là có hay có ve vẩn con chim lợn rất là nhiều trên này nè. Có khi nào mấy cái linh hồn ở dưới mộ này nó lên nó bắt con bé này dọn không? Trời ơi, nói chung là chim lợn á là nó dấu hiệu của cái điểm là điểm xui rủi đó mọi người. Chim lợn là tại sao? Tại vì con chim nó tới hầu như là các cái bộ phim hoặc là những cái câu mà truyền miền dân gian á là con chim là khi con chim lợn nó tới là ở chỗ đó có điểm. Ui giời. Là có địa điểm là điểm gì? Đây là xui xẻo đó. Có người ra đi đúng không? Có người mất đúng không? Cũng có thể. Ui giời. Thường là như vậy. Thế thì anh em mình ngồi đây mà khi con chim lợn nó đậu cái anh em mình có dám phải lo mà chạy gấp thôi. Ui giời, con bé. Nghe được là ớn đúng không? Ừ. Nhưng mà theo ông nghĩ nha. Ừ. Nhỡ ông này ông làm mấy đứa rồi nhưng mà con này là còn một đứa nó lộ ra thôi, còn mấy đứa trong phòng nữa sao? Còn không? Theo tôi nghĩ là phải mấy đứa. Hay ở đây tôi thấy ở trong đó có thấy cái mấy cái giống như nhau á.
ở góc bên kia nó có mấy cái chòi hoang riêng này. Có khi nào bị nhốt trong đó không? Để mấy tập sau anh em mình ra lại trong đó ha. Ừ. Chứ ông nghĩ cái vườn rộng như này chẳng lẽ ông làm một đứa? Cũng có thể là mỗi vườn là mỗi em ấy. Mà ông kia là tôi nghe ở đây là nghe tám mấy tuổi đúng không ạ? Mà sao ông lão tám mấy tuổi mà vẫn còn sức đâu? Còn mấy tuổi? Cái đó mình sao biết được, cái đó mình phải... ông Lê Tùng Vân ông còn khỏe, ông 92 của ông còn sức. Trời ghê. Ừ. Ông Tùng Vân ông còn khỏe mà. À. Là có phải là cái ông gì mà thầy nhớ Diễm My của con ơi đúng không? Ừ, đúng rồi. Ông đó hả? Diễm My mà ông ơi, mà các ông có để ý cái mông con bé nó bị làm sao không? Giống kiểu ông không, nó hình như bị cái này bị ghẹ. Không phải mà giống kiểu là bị ăn roi. À, ăn roi. À đúng rồi. Quất ngựa trên phong. Mấy cái vết đỏ kìa. Quất ngựa trên phong. Em thấy để mấy bữa con tụi con mua thuốc cho con bé này chứ, để con bé tội quá. Mua thuốc vào em ạ. À. Ông này ông thích chơi bạo ông ơi. Em mua thuốc vào nhá chứ ông mỗi lần ông ấy là ông cầm cái roi ông quất. Cái roi đen đó. Ừ. Ôi. Mà sao ông mình không ra hỏi bé luôn. Ừ đúng rồi, ý là nó giờ nó trả lời mình đâu. Bây giờ nó không trả lời mình đâu mà. Nó trả lời chúng ta con này nó biết trả lời không? Nó đang giận ông anh em mình đó. Anh em ụp. Em ơi. Ụp vào em ơi. Em ra tín hiệu đi. Em ra tín hiệu giải cứu đi. Em ơi. Tụi anh là nhóm hiệp sĩ thành phố Hồ Chí Minh là tới giúp người á, mà không biết em là đang làm gì ở đây vậy? Em ơi. Không trả lời. Em ơi. Để cho nó bình tĩnh. Ông lấy cái xô nước đổ. Chắc là ông lão này sai cái bùa cái. Không, nhưng mà anh em phải hỏi nó để biết cái câu chuyện này mà gửi tới cho mọi người vậy chứ. Em ơi em. Em. Em quay lại trả lời của anh nha. Em ngồi đó đi để em ơi, cho anh này. Em ngồi nghỉ ngơi để tụi anh hỏi em một vài sáng giờ em ăn đi, sáng giờ em ăn đi chưa? Trời chưa ơi, hả? Không được làm ăn luôn. Không được ăn luôn, làm không được ăn mà làm sáng giờ các bạn thấy không? Mồ hôi mà đổ đầy trên mặt của cô thiếu nữ luôn. Ừ. Nhưng mà sao con bé lại thôi em có thể nghỉ ngơi để cho tụi anh phỏng vấn vài cái được không? Em ngồi chơi. Lời ông lão vậy. Em ngồi nghỉ mệt chứ đi. Ừ, em ngồi nghỉ mệt xíu đi anh. Rồi. Rồi ngoan nha. Ngoan nha. Ừ. Ngoan nha. Ngoan là tụi anh nó khóc ông ơi, nó khóc kìa. Đồ ăn tụi nó sao khóc vậy? Tại sao? Tại sao vậy? Tại sao anh khóc? Tại sao em lại một ở cái nơi trời hoang vắng như thế này? Nhìn nó thương lắm mọi người ơi. Sao khóc nói cho bạn em biết này. Ừ, em nói cho bọn anh biết lên tại sao em khóc. Trời ơi, nó ngứa kìa. Ờ, em ngứa hả? Em ngứa chỗ nào? Em ngứa chỗ nào hả? Nó cười kìa ông ơi, nó cười kìa. Mà con bé nó không nói gì hết à? Thì bây giờ nó ngứa sao nó nói được? Ông đi mua gì cho nó ăn đi. Ừ. Anh nãy còn có một thuốc ở đấy. Anh ra cái xe hơi của tôi đánh đi mua chiếc. Em cần giúp đỡ cái gì? Không cần giúp đỡ. Bây giờ sao mà hôm bữa mình gặp là thấy nó nói nhiều mà bây giờ nó nói là sao ta? Không biết cái vụ này như thế nào. Ui giời, ông lão kia. Hả? Phải ông không? Đâu, ông kia về hả? Anh kia tôi thấy là ông đang đi làm vườn hay sao á? Ông không dữ lắm á. Mấy anh tranh thủ mấy anh về đi thôi là mấy ông gượt mấy anh á. Cái gì? Ông cầm dao ông được á hả? Ừ. Nhưng mà nguyên nhân gì mà ông không giữ với em? Ông không dữ lắm, ông cho người lạ vô đây đâu. Ồ. Mấy anh tranh thủ mấy anh đi. Mà người lại vô đây thì làm sao mà ông không giữ? Ông không cho, ai tới đây hết trơn á. Nghe anh hỏi em sống chung với ông lâu chưa? Mấy tháng rồi. Mấy tháng hả? Bảo sao? Nãy tôi vào hàng xóm cứ canh ngâm cản. Chắc là hàng xóm lại không đồng với ông này rồi. Rồi ông đi đâu rồi? Ừ, ổng đi làm kiếm tiền rồi, ổng mua gì về cho em ăn. Mà sao em lại chấp nhận cái nhìn em đẹp này, trắng này mà sao em lại chấp nhận cái cuộc sống em ở với cái ông U80 vậy? U80 mà còn cái gì nữa? Ừ. Hả? Ông có gì đâu. Tại ông tốt với em. Ông tốt hả? Ông làm gì mà tốt với em? Ổng thương em lắm, ổng lo cho em nhưng mà... Cái gì? Ông lôi em ra hả? Cái gì? Lôi ở đâu? Ổng thương em lắm nhưng mà ổng không có hại em. Ừ. Nói chung là... Mà tại sao em lại đi dọn dẹp chỗ này sạch gì vậy? Tại ổng kêu em dọn sạch sẽ, ổng trồng rau, ổng trồng gì đó, em cũng không biết luôn. Đây là cái khu vườn này mọi người xin thấy không? Ừ. Đây là khu vườn mà cái cô thiếu nữ này đang ở chung với ông lão. Đấy. Mà hình như là bị ông lão hành hà đến nỗi mà phải bắt làm này làm kia đến nỗi mà bây giờ rồi. Tay chân mà làm trong vườn mà muỗi nó cắn mình nghẹt đầy luôn á mọi người. Ông, cái này là vết đánh ông ơi. À vết đánh hả? Vết đánh á. Ông làm suốt ngày. Tôi nghĩ là trong cái chuyện mà chân gối là ông ấy đấy. Có không? Ông thích cái kiểu mà ông biết là... Mà em năm nay là mấy rồi? 19 hay 20 rồi? Hả? Em 25 rồi. À em 25 hả? Em 25, ông lão bao nhiêu? 83 đúng không?
hình như nghe nói vậy. Em cũng không biết chính xác tuổi ông bao nhiêu. Nhưng mà khoảng bao nhiêu? Khoảng bao nhiêu? Như tầm 7 mấy vậy. Trời ơi, 7 không? Ông có hay khi nào rủ bạn bè, anh em, bạn nhậu về để cùng với em vui chơi với em không? Ừ. Ôi trời. Cũng có. Có luôn hả? Ừ. Nhưng mà mấy người bạn ông thì cũng chỉ bình thường thôi à. Qua nhậu xong rồi về à. Có động tay động chân gì với em không? Không. Có ông nào ở lại không? Không có, mời nóng mà rồi tới giờ ông đuổi về hết á, ông không cho ai ở lại đâu. À, tại sao ông đuổi bạn bè về luôn vậy? Bạn thân là cũng đuổi về đúng hả? Ừ, đuổi ông không cho. Ổng ghen lắm, ổng không cho bạn bè ổng lại gần em. Ủa sao nhậu là dắt về nhà được mà sao mà sao em... mà tối là cứ đuổi về là sao? Ý là ổng muốn đục chiếm đúng không? Ổng không cho ai ở gần em cho ổng ghen lắm. Còn mẹ coi là ông lão xiềng xích còn mẹ chăm cầm em đó. Có vết sẹo ơi, nó có vết sẹo tôi tay chưa? Trời ơi, sẹo. Ừ. Em kể cái vết sẹo tay của em là cái gì? Em kể sự tích của em. Cái vết sẹo ở tay của em nó bị cái gì? Đâu? Tay đó. Tay kia. Sao? Kể lại hồi xưa em bị sao vậy? Em bị cái gì? Cái này bị người ta chém á. Trời ơi, là gì bị chém? Đánh lộn á. Trời ơi, em đánh ghen hả? Ừ. Em bị làm gì mà đánh lộn? Đánh ghen hay sao? Không có, đi đánh lộn với người ta. Lâu chưa? Lúc em bao nhiêu tuổi? Không nhớ lâu rồi. Cái này hồi nhỏ đúng không? Thôi tạm gác là cái chuyện kia đi. Cái vụ này ghê quá ông ơi. Vụ này có phải tôi nghĩ nha là tiền kiếp là nó là cái ông già đó sẽ dắt mấy cái ông kia bạn về. Xong cho con này uống thuốc ngủ cái có biết cái gì đâu mà. Đó, nhiều khi là làm năm làm sáu luôn đấy. Có luôn hả? Chứ sao chứ ông nghĩ sao mà cái chân nó như thế này. Tướng này cũng khả năng là cũng. Đó, tôi nghĩ là chữa rồi đấy. Không, mấy này phải đi anh em phải bữa nào rảnh anh em phải đưa nó đi. Anh em mình nói chung là mỗi người là chi ra mỗi người 5 triệu để mà góp để mà giúp bé đi bệnh viện đi. Lỡ mình đi khám là còn như nào. Ở đây em anh trong cái buổi livestream ngày hôm nay thì có tất cả mọi người cũng đã xem thì chúng tôi cũng có một cái vài cái thông tin mà muốn chia sẻ với tất cả mọi người, đó là nhóm chúng tôi sẽ tích ra cái tiền từ thiện là mỗi người 5 triệu để mà góp để mà dựng. À thì đó thì anh em anh Trình với cậu Thiện là coi chừng mà lo gì mượn tiền nha. Đáng kháng cho em 5 triệu đi. Nhưng mà cái vấn đề bây giờ là em phải thoát khỏi nơi này. Đúng rồi. Đó thì tụi anh mới giúp. Nhưng mà mình không biết ông lão kia có tốt hay xấu cả. Em phải đi đâu bây giờ? Em đi đâu? Thế là em sống ở đâu? Nhưng bây giờ em sống ở đâu thì em sống ở đó. Chứ bây giờ nói đi đâu là trước em sống ở đâu? Thì chắc là nó sống ở cái chòi với ông lão thì để cho nó sống đi. À, cái chòi đó hả? Ừ, cái chòi này thì cô bác để lại bình luận lời khuyên đi xem cái chòi đó có ở được không? Thì tôi nghĩ là nên. Mà bây giờ muỗi nó cắn, bây giờ chân nó cắn, muỗi cắn như vậy làm sao mà ở được? Cứ để cho ông lão về giải quyết đã. Con bé này mà lên đồ là xinh lắm đấy. Ừ, tôi nghĩ là nên lắp cái camera đây theo dõi là tụi nó có làm bất hợp pháp hay không. Không đâu, đâu. Anh em giàn lui, anh em giàn lui. Anh em giàn lui để cần cạnh là em làm tiếp đi, em làm tiếp đi. Ừ, em làm tiếp đi. Cần cạnh cái căn chòi đây mọi người. Bây giờ em sẽ quay cho mọi người thấy là cái căn cần cạnh. Đi vô review căn đúng rồi. Em vô review cái căn nhà ở cho Tuấn xem được không? Tại vì Tuấn là không thể vào đi nhà người lạ được. Đấy, em vào review cái căn nhà em ở đi. Ông lão cho em sống như thế nào. Mà ngày hôm nay cũng chia sẻ tất cả mọi người đây này. Đây là cái căn chòi mà căn chòi rất nát. Đơn sơ này là cái võng hả? Võng cho em nằm, mà cái tối thì xuống nệm mới nằm đó. Còn tối thì còn ban ngày á, mệt mệt rồi dám về nhà đó. À, nằm võng vậy đó hả? Chứ là cái không có mùng màng gì mà sao mà ngủ được. Thì cũng có nệm kìa. Nói chung là con bé này là nó có mùng mền mà. Nó để trong túi kìa. À, đấy là có rồi tối em đem ra cho ngủ. Mà cái võng này sao em nằm được đâu, em nằm thử cái. Em gì nè. Ui giời. Tôi nghĩ là này trời này là sập luôn đó ông ơi. Cô lòng nữ ông ơi. Tôi nghĩ không có nằm được đâu. Rồi em nằm như vậy rồi. Ừ. Anh có thấy sướng không? Anh nằm mà người ta thấy gợi cảm như vậy là tối nào có anh nào vô sao? Sao tôi thấy giống không mà. Không có ai đâu, thấy bình thường mấy người hàng xóm rồi tối. Trời ơi, anh không chịu nội bây giờ anh vô luôn được không? Ông vô đi. Tôi thấy giống cà phê chòi vậy ông. Chắc ông vô luôn. Chắc ông nhìn tôi nhìn nãy giờ ông nghe ông nói ông rồi giờ sao? Ông chịu hết nổi rồi đúng không? Bây giờ anh chịu hết nổi rồi giờ sao? Đùa vậy thôi. Nói đùa để câu chuyện nó vui thôi mọi người. Hy vọng là các mạnh thường quân là xem được, đừng có nghĩ không tốt với tụi em. Tại nhóm tụi em thực ra là nó luôn khuấy đùng cái câu chuyện thấy nó buồn buồn thấy buồn buồn á mọi người. Đấy.
Nhưng mà bây giờ em có ước nguyện gì không? Ừ, em có ước nguyện cần gì để tụi anh có thể giúp được, để tụi anh sắp xếp cho. Em giờ em chỉ muốn đi làm kiếm tiền. Làm kiếm tiền? Thì làm gì? Lương khoảng bao nhiêu? Em hả? Ừ, mong muốn lương của em là bao nhiêu? Làm luôn, đợi lãnh luôn tháng lâu quá, chắc em đi quay lại làm quán cà phê quá. Ui giời, em lại ngỡ quen đường cũ đúng không? Tụi anh lại giúp em hoàn lương rồi mà bây giờ em làm cho nó sao? Tôi biết ngay mà. Tôi không nghĩ con bé nó ghiền nghề đó mà nó người chọn nghề đó. Ông đi vào kiểm tra cái nệm có dưới đó có đồ hành nghề không? Tôi nghĩ vậy. Bây giờ nè, bây giờ em miêu tả, em chỉ tay cho chỗ mà tối ông nằm là nằm chỗ nào đâu, em đứng lên nằm. Em miêu tả cho coi. Ông nằm ở ngoài đây, em nằm trong vách đó đó. Em vô em nằm thử coi cái tư thế như nào. Rồi, tôi thấy có nước ông ơi, tôi thấy có nước nha. Nước gì? Nước ở đâu? Hơi ướt ở cái nệm kìa. À cái nệm hả? Cái ông đấy thì chắc ông tối nào cũng tung tóe đấy. Chắc ông nhiều nước rồi, không nói rồi. Trời ơi. Ui giời, tung nào. Trời rung. Con bé này nó làm cái điều này. Ui giời, có. Thôi em ơi. Em nằm đó hả? Tôi nằm đó hả? Làm thế thì ai chịu nổi em ơi. Còn ông nằm đâu? Ông nằm đây nè. Thật á? Trời ơi, cô gái. Rồi nằm em cho ông nằm vô cái tay của em à. Không có, ông nằm đây nè. Thật á? Ôi trời ơi. Đó, chấn động. À, thiếu nữ xinh đẹp sống cùng ông lão U70. Trời ơi, cùng hàng đêm cùng với mấy bạn nhậu làm cái điều này trong đây hả? Ôi trời ơi, ông ơi. Trời ơi, em ơi, em sao em lại ăn mặc hở hang thế này thì ai mà chịu được em ơi. Trời ơi, bây giờ sao ông cứng hết rồi trời ơi. Con này tôi nghĩ không được bình thường ông ơi. Trời ơi, sao nó con này không được bình thường rồi. Không biết làm sao đây. Con này nó bị sao sao đó. Không biết là mình đang làm phiền hay mình đang giúp đỡ con bé đây. Con này đang. Ừ, con làm phiền em không em? Con này đang giúp đỡ hay làm phiền đây? Con này đang thích. Con này đang bất bình thường không ơi. Trời ơi, bây giờ nó đang nằm ngủ mọi người ơi. Anh ơi, ra đây. Hiện tại là chúng tôi cập nhật tình hình. Rồi em ơi, em có gì em muốn nói không? Em gì em nói thì tụi anh chạy cứu em ơi. Theo tôi nghĩ là cái trò này có camera, ông đang theo dõi ở nhà để coi con bé này có tiết lộ gì không. Đi đâu, tôi thấy giống trong phim lắm rồi đấy. Vậy có nhiều đêm mà ông khoanh chân này, ông niệm cái gì em? Có nhiều đêm ông khoanh chân này, niệm. Sao tôi thấy cái vụ này giống ông lão xuyên xích ông ơi. Ừ, cũng khả năng đấy. Cái trò y chang luôn này. Hay là cái ông người ấy không? Cái nơi một tạm bờ như này mà ông trò cái ông lão này, ông dẫn cái cô bé này về đây ở mà cô bé này vẫn bằng lòng đi theo. Vậy lý do gì khiến cô thiếu nữ này bằng lòng đi về sống với một ông lão 83 tuổi ở khu trò hoang này mà trong khi điều kiện rất cái đấy nó khỏe không? Sao mà mấy cái nệm mà cái vết nước nó còn nhiều đó, nó nước nhiều sao nó ướt hết. Ướt sũng hả? Ừ. Sũng rồi con bé này nó. Tối có chuyện gì xảy ra ở đây với em? Dạ em thấy sống quá còn bình thường. Không biết là ông có cho ngậm kẹo không ha? Ngậm kẹo đấy. Ừ. Khả năng là con bé ngậm kẹo nó chưa tỉnh. Kẹo gì? Kẹo bút ấy. À, em ngậm kẹo hả? Hammer đúng không? Không có. Ông ngậm bà khen đúng không? Ông có để bình thường nha. Có ngậm thì ông ngậm chứ em đâu có ngậm làm gì đâu. À vậy là em khỏe rồi, ông chắc ông yếu. Không có bị yếu không? Nhưng mà em có sướng không? Đã yêu ông rồi, nó đã yêu ông rồi. Nói chung là cô đắng cay, cô bé 25 tuổi đã gieo duyên với một ông lão 83 tuổi tại căn chòi hoang. Và hiện tại là tụi em đã sống ở đây được bao nhiêu tháng rồi? Từ cái lúc mà tụi em bỏ ăn để em tìm tới một cái nơi như hoang vắng như này là bao lâu rồi? Bây giờ tụi anh tìm ra được rồi, bây giờ em tính sổ sao đây? Những cái gì anh giúp em, những gì mà thường quân đã tin tưởng em, bây giờ em đã làm như vậy thì tụi anh còn mặt mũi nào mà gặp mình thường quân nữa? Rồi người ta làm sao mà trao những cái phần quà để của tụi anh để mà trao đúng người đúng vật này nữa? Em tính sao? Em không biết. Em biết là bao nhiêu mà thường quân? Em cái gì em không biết gì? Có phải là ông đó là cái ông chở dừa đúng không? Hồi nãy anh thấy cái ông nào? Có phải cái ông hồi nãy mà chở dừa đó đúng không? Bạn ông đó đó. Trời ơi! Ơi. Sao em có làm được cái điều đó nữa hả? Bạn ổng đi chơi chung với ổng đi đâu rồi, ổng đi làm việc khác rồi ông đi làm việc khác mà cứ để ông đó tới chặt dừa này rồi
trôi lỡ mà gọi là ông cười lựa gần rơm thì sao? Ông có cười em không? Ông đó không có làm gì cho nó, tại vì ông đó ông sợ ông này lắm, ông này ông hung dữ lắm. À ông hung dữ lắm hả? Nhưng mà lúc em ngủ dậy là có ai nằm kế em không? Trời ơi, con bé này nghi bị uống ngủ rồi ông ơi. Chắc rốt kép 1 giờ rồi. Con này nó vẫn chưa tỉnh đâu mà. Căng tròi mọi người thấy không? Mọi người thấy mà cái căng tròi mà nó như thế này đi mà mưa là nó ướt hết cho mọi người. Mà biết sao mà nó. Ông nào đưa đi xét nghiệm đi chứ. Anh em mình mua 5 triệu chắc mua chắc xây được cái nhà 45 triệu ấy. Ừ, có thể anh em mình góp tiền. Không biết là với số tiền là 45 triệu tụi em góp lại là có thể là xây được cái căn nhà cho thiếu nữ hay không. Nhưng mà tụi em đã cố gắng hết sức mọi người ạ. Nói chung là có tiền tụi em góp tiền, có vực tụi em góp vực. Nói chung là có áo quần, cụ hay mới gì tụi em cũng có, tụi em cũng gửi cho cô bé để mà gọi là làm thay đổi cái hoàn cảnh của cô bé này. Thì không biết là mọi người có ý kiến nào. Cuộc sống như vậy là em có thấy là có phải nên mua bếp ga hay cái gì không? Em cần bếp ga hay là ẩm thực gọi là đồ ừ. Đồ khô đồ gì mà lưu trữ không? Mùa mưa nó tới rồi. Có, ổng về lúc chắc mua ổng để treo ở đây, có muốn ăn gì nấu ăn khỏi phải đi ra ngoài mua. Tại vì từ đây ra tới ngoài đường nó xa lắm. Cá khô là em có ăn thức ăn không? Đứa nào ăn mua cho. Cái gì em ăn cũng được. Ở đây giờ muốn đi mua đồ ăn không được. Trời ơi giời. Thì thôi coi chừng giờ này ông về mấy ông ơi. Anh em chắc cũng nên té ra đi. Không chứ. Chắc là anh em mình rút xong rồi tối anh mình đặt camera quay lén. Tối đặt camera quay lén đấy. Đúng rồi tối. Ai mà muốn em đặt camera quay lén thì mọi người hãy like subscribe đăng ký chia sẻ miệng mạnh tay. Đúng rồi, comment để tụi em ra cái tập tiếp này cho mọi người là kịch tính đêm khuya. Ông nào cùng thiếu nữ trong căn nhà không? Anh em tranh thủ chắc xuống máy rồi ông về. Tôi trốn trước đây. Ui có tiếng xe rồi.